Đây là món ăn của Mỹ, lobster roll. Ở Mỹ chắc người nào cũng biết về cái món này. Cùng làm với Trinh cái món này nha. Rất là dễ mà nhanh nữa các bạn. Nguyên liệu thì toàn là không có gì mình phải nấu hết trơn á. Đây, nguyên ổ bánh mì như thế này. Nào, chúng mình cùng bắt đầu làm nha. Xin chào các bạn, trở lại kênh vlog của Trinh. Hôm nay Trinh sẽ làm món lobster roll, thì giống như kiểu mà bánh mì kẹp lobster của Mỹ á các bạn. Hôm nay bên Trinh á, trời nó cũng còn hơi lạnh lạnh á, không biết sao mọi lần là tháng này nó đã ấm lắm rồi mà giờ nó vẫn còn lạnh lạnh. Thấy nè, vẫn còn mặc áo dài tay. Lúc tại tùy theo ngày thôi, có ngày thì nó cũng nóng lắm nhưng mà có ngày thì nó sẽ se lạnh vậy các bạn. Bây giờ ở đây Trinh có những thành phần làm rất là đơn giản luôn các bạn, có thể làm ăn sáng, ăn trưa hay sao cũng được, lúc mà mình làm biếng á thì làm rất là lẹ. Ở đây Trinh có lobster, Trinh đã mua một con lobster nè. Con lobster này cỡ nửa ký à, nó hơn mình Trinh muốn mua con lớn mà nó không có con lớn, chỉ có con cỡ nửa ký trở lại à. Rồi Trinh có bánh mì, cái loại bánh mì của Mỹ á, để mà làm kẹp với cái lobster đó, Mỹ hay dùng là bánh mì này. Ngoài ra còn có gari, ngò, mayonnaise. Có thể các bạn nếu mà thích ăn cay thì bỏ thêm tương ớt vào, chứ Mỹ nó làm nó không có bỏ này vô ha, nó chỉ mayonnaise thôi. Bây giờ Trinh bắt đầu làm ha. Đầu tiên Trinh chỉ dùng hai nhánh gari nhỏ nhỏ cỡ này nè, tại vì mình không có cần bỏ cái này nhiều ở trong cái lobster, các bạn chỉ bỏ vào cho nó thơm thôi. Giờ Trinh cắt hai nhánh nhỏ nhỏ vậy ha, thì các bạn nhớ tước cái sơ nó đi, tại vì có nhiều cây nó già rồi đó nè, mình tước nó đi nè thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Trinh đã rửa sạch rồi ha, các bạn tước đầu này rồi đầu kia tước lại vậy nè. Rồi các bạn sẽ cắt nhỏ, cắt thành sợi nhỏ nhỏ rồi mình cắt, mình băm thành hạt lựu nhỏ nhỏ các bạn. Mình cắt thành nhỏ 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 nhỏ, càng nhuyễn càng tốt nha các bạn, cắt rất là nhuyễn các bạn, tại vì mình bỏ vô máy xay, mình xay thì nó sẽ nó xỉu nó ra nước á, thành ra không thể bỏ vô máy xay được, mà cũng ít nữa, mất công mình lại phải rửa cái cối xay, thành ra các bạn cắt nhỏ 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 vậy là được ha, đâm nhỏ 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 vậy. Cái này là tại vì mình ăn sống đó các bạn, mình không có phải nấu gì, mình nên mình ăn mình băm nhỏ như vậy thì mình sẽ dễ ăn hơn. Giờ Trinh sẽ cắt tiếp ha. Gari mình đã cắt ra đây rồi các bạn, là cần tây á, mình đã cắt băm nhỏ đây. Giờ ngò mình cũng vậy, mình chỉ dùng một chút xíu thôi, mình cũng cắt nhỏ nha các bạn, cắt thật là nhuyễn.
Đây hai thứ Trinh cũng đã cắt nhỏ, đây là ngò, đây là cần tây gari, Trinh cũng đã băm nhỏ rồi. Bây giờ Trinh sẽ lột cái con lobster nha, con tôm hùm á. Trinh sẽ lột lấy cái thịt của con lobster thôi nha. Con lobster này nó có trứng đó các bạn nè. Wow, lobster này nó có trứng nè, nguyên cái bầu trứng của nó nè. Đây các bạn, nguyên cái bầu trứng của nó. Mình làm cái này tại mình làm cho nhà mình ăn á, mình không thể nào mà mang găng tay mà lột được con lobster này nên mình đã rửa tay rồi. Trứng của nó đây, mình sẽ bỏ ra một cái tô thôi. Cái đầu á mình không có dùng tới, mình chỉ dùng cái thịt thôi các bạn, tại vì cái đầu nó nè, mình sẽ để cái đầu nó qua một bên. Này, phần trứng nó nhiều quá bạn, phần trứng của nó nhiều quá. Nó cứng quá, mình phải dùng tại nó chặt quá, mình gỡ nó ra nó bị đứt rồi. Đây ra được rồi các bạn, các bạn nhớ lấy cái chỉ đen ở trên lưng nó nha, có con nó sạch lắm nhưng mà có con nó lại dơ á, mình bỏ đi ha. Đó, mình bỏ đi nha. Rồi các bạn xé nhỏ nè, các bạn xé nhỏ con nè, xé sợi nha, cái sợi nhỏ nhỏ vậy nè, các bạn bỏ vào cái chén hay cái tô gì cũng được đó, các bạn xé nhỏ vậy nè. Những cái chỉ đen các bạn bỏ đi nha. Này con lobster này nó có trứng nè, trứng của nó nha các bạn. Này, bỏ cái chỉ đen cái trứng của nó này. Bây giờ mình sẽ xé nhỏ ra nha, mình sẽ làm tiếp. Các bạn xé nhỏ nhỏ nè, đó xé tơi tơi ra nhỏ nhỏ nè. Bây giờ mình sẽ làm tiếp nha. Đây là phần lobster Trinh đã gỡ thịt lấy thịt rồi, cái phần trứng lên Trinh để riêng nè, để hồi mình bỏ riêng ở trên mình trộn đây ăn không thấy ha. Nếu mà nhầm con lobster không có trứng thì mình đâu có để riêng cái trứng này được, tại nhầm lobster có trứng ra Trinh để riêng. Bây giờ Trinh sẽ cho cái marinade vào trong nè, cái lobster đây, Trinh sẽ cho một cái này, nó cũng không có cân lượng là bao nhiêu các bạn, tùy theo các bạn lobster các bạn nhiều hay ít á, các bạn trộn vừa đủ thôi là được. Và các bạn trộn mà thấy cái lobster nó đều mới mayonnaise đó nè, nó sệt sệt lại là được. Mình phải cho thêm chút xíu nữa nha.
Như vậy là được rồi các bạn. Nó sệt sệt như vậy nè. Chinh sẽ cho cái ga curry, cái cần tây á vào. Chinh lấy hai nhánh nhỏ vậy thôi chứ mình băm mình lượn bỏ vô đây nha các bạn. Đừng có bỏ nhiều quá. Mình thấy nhắm vừa vừa đủ là được. Chinh thấy vậy là được rồi ha. Chinh cho cái ngò vào. Như vậy là xong các bạn. À, đây bánh mì nè, bánh mì của Mỹ á, để ăn làm cho lotero là nó sẵn như vậy, không cần phải nướng lại nha các bạn. Cái loại này là nó ăn nó mềm mềm vậy đó, không phải giòn như loại bánh mì của mình. Rồi cứ bỏ vô vậy thôi. Cái này ở bên đây á, các bạn ra ngoài chợ hoặc là các tiệm của Mỹ á, thì nó bán loại này là rất là thịnh hành luôn. Vậy nè các bạn. Giờ Chinh sẽ làm tiếp mấy cái nữa ha. Và đây là bánh mì lobster roll Chinh đã làm xong ha. Nó như vậy nè. Mấy cái đỏ đỏ bên trên là trứng của con lobster á. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share và đăng ký kênh cho Chinh nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở video sau. Bye bye.